Có một cái chi tiết này thôi, rất đơn giản. Các bạn yên tâm luôn, không bao giờ sợ bị hàng giả hàng nhái, đó là đây. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Thiện Minh Sơn. Rất nhiều bác sau khi xem những cái video chúng tôi đã show lên những cái chiếc máy cắt cỏ 4 kỳ Honda UMK435 và UMK450 thì rất là nhiều bác yêu cầu Điện Máy Minh Sơn làm một cái video so sánh hai chiếc máy UMK435 và UMK450, đặt hai chiếc máy cạnh nhau để các bạn có thể đánh giá khách quan được hai chiếc máy này nó khác nhau ở những cái điểm nào để các bạn có thể dễ dàng hơn trong cái việc chọn lựa khi mà mua hàng. UMK450 là một cái model mới ra tại thị trường Việt Nam mình của Honda Power Product Thái Lan. Hàng này thì các bạn yên tâm luôn, đối với UMK450 thì không có hàng giả hàng nhái. Nó là dòng máy 4 kỳ công suất lớn của Honda. Với cái kích thước thì các bạn có thể thấy được, chúng tôi đã đặt hai chiếc máy này cạnh nhau. Hai chiếc máy này là hàng nhập khẩu nguyên chiếc hết nha các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc Honda Thái Lan, chiếc UMK450 và chiếc UMK435. Chiếc UMK435 thì trên thị trường có rất nhiều hàng giả hàng nhái. Và mình nghĩ trong cái video này mình sẽ chỉ cho các bạn một tuyệt chiêu để các bạn nhận diện ra một chiếc máy Honda hàng nhập khẩu nguyên chiếc và hàng Thái và một chiếc và những chiếc máy hàng nhái, nó chỉ khác đúng một điểm thôi. Đó là đến thời điểm này nhá. Ví dụ đến mai sau thì mình cũng không rõ, nhưng đến thời điểm này nó có một chi tiết mà các bạn chỉ cần nhìn vào chi tiết đấy thôi các bạn biết ngay là hàng Thái hay không. Rồi, các bạn có thể thấy được chúng tôi đang đặt hai chiếc máy này cạnh nhau. Mình nói qua một chút về một số cái thông số ở trên thông số kỹ thuật, nhất là về cái trọng lượng thì các bạn quan tâm. Thứ nhất là đối với con Honda UMK435 này, theo trọng lượng công bố của hãng thì con này có trọng lượng là 8,45 kg, còn con này có trọng lượng là 9,2 kg, tức là con này hơn 9 cân, con này hơn 8 cân, chênh nhau khá là nhiều, chênh nhau tầm 8 lạng đối với UMK450. Về công suất thì con UMK435 này, tức là sử dụng động cơ GX35 này, có công suất là sử dụng piston có đường kính quả là 39 mm, và hành trình piston theo mình tìm hiểu thì là 30 mm. Còn đối với mẫu Honda UMK450 này thì là quả piston đường kính là 43 mm và hành trình piston là 33 mm các bạn nhé. Một thằng quả 39, một thằng quả 43, một thằng hành trình 30, một thằng hành trình 33. Do đó cái công suất khác nhau nhá. Công suất con này lớn nha các bạn nhá. Nó tương đương khoảng tầm 2 HP. Còn con này công suất tương đương khoảng tầm 1,6 HP thì phải. Mình tìm hiểu qua là như vậy. Rồi, cái dòng máy 4 kỳ thì nó có một cái nhược điểm, đó chính là rất là nặng. Thứ hai nữa là nó, các bạn khi mà sửa chữa hỏng hóc, sửa chữa rất là khoai. Và cái thứ ba nữa là cái tua vòng của nó chậm, nó không được nhanh như 2 kỳ. Bởi vì 2 kỳ thì là nó đã gộp lại rồi, nên là nó rất nhanh, tua nó rất là nhanh. Cái 4 kỳ này nạp nén nổ xạ 4 bước nó được 1 chu kỳ. Còn 2 kỳ nó là nạp nén và nổ xạ thì nó đã rút gọn được một nửa. Do đó thì cái tốc độ vòng của 2 kỳ rất là nhanh. Rồi xin mời quý vị các bạn đến gần hơn để các bạn có thể thấy được hai chiếc UMK450 và 435 nó khác nhau ở những cái điểm nào, ở cái gì để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn, hoặc là mai sau các bạn có nhu cầu đi mua hàng không sợ hàng giả hàng nhái. Rồi đối với 450 thì các bạn cứ yên tâm đi, mua 100% bây giờ chỉ có hàng xịn thôi, không có hàng giả hàng nhái, nên các bạn yên tâm. Đấy là mình đang nói đến thời điểm hiện tại nhá, còn mai sau mình không biết. Đây, xin mời quý vị các bạn đến UMK450 đi. Dòng máy này thì tất nhiên rồi, nó sản xuất tại Thái Lan đây này, các bạn thấy không? GX50. Động cơ GX50, máy tên máy là UMK450, còn động cơ của nó là GX50 các bạn nha. Lưu ý nhá, tên máy tên động cơ khác nhau. GX50 này, đấy, tem phản quang để các bạn kiểm tra tránh hàng giả hàng nhái này. Trên phần áo nhựa thì có dập lốc dòng chữ Honda dập nổi, cộng thêm đằng phía trước nó áo này cũng có dòng chữ Honda dập nổi màu trắng. Đây là dòng chữ Honda dập nổi màu trắng nhá các bạn nha, chứ không phải là tem giấy. Cái tem trên là bốn stroke này thì là mới là tem giấy, còn tem dưới này là tem dập nổi. Còn con này thì sử dụng tum rời nha các bạn nha. Với công suất con này khá là cao, ngoài 40 gần 50cc đấy, rất là mạnh. Dòng này thì tải khỏe, tua vòng chậm. Ví dụ các bạn muốn tại kéo tải hoặc lắp đầu phun thuốc thì sâu rất là ok luôn. Con này thì các bạn có thể thấy để ý con này có phụ kiện của nó nhá. Các bạn lưu ý này, phụ kiện của nó là dây đeo một vai. Dây đeo chỉ có một bên thôi. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa?
chứ không phải là dây đeo hai vai như UMK nhá. Mình cũng rất là khó hiểu bởi vì là dòng máy nặng mà nó sử dụng dây đeo một vai. Rồi, cò ga của nó đây thì các bạn thấy cò ga thì y hệt tay cầm, y hệt cần, nói chung là từ phần cần đổ về phía đầu bò thì dùng chung với UMK 435, nên là cái phần này các bạn muốn bị hỏng sử dụng chung UMK 435 được nhá. Từ đầu bò, từ ống cần, từ bắp chuối đều sử dụng chung hết. Tay ga mỏ vịt này cũng sử dụng chung luôn nhá các bạn nhá. Nên là các bạn hoàn toàn khi mà hỏng hóc cái phần cần rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Với phụ kiện của UMK 450 thì có cái gì, chúng tôi sẽ tháo cho các bạn xem một quyển sách hướng dẫn UMK 450T này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, sách hướng dẫn này thì tất nhiên rồi, cái này bằng tiếng Anh thì các bạn phải biết tiếng Anh các bạn mới đọc được, hoặc là các bạn nhìn hình ảnh mô phạm thì các bạn biết được. Một bộ đồ tool bao gồm có hai lục giác, một tuýp mở và một cà lê, một trắng cỏ và một kính đeo để các bạn khi phát nó sẽ an toàn hơn, và một con dao. Con dao này thì dao này là dao to, dao nặng, không phải dao như UMK 435 nha các bạn nha. Dao này dao to đây này, rất dày, dao này theo mình nghĩ phải dày hơn 2 ly, dày dã man luôn. Đấy các bạn thấy chưa, rất dày nhá. Đây là đồ của UMK 450. Còn mình sẽ mở ra đồ của UMK 435. UMK 435 thì mình mở suốt rồi, nó chỉ khác đúng dây đeo hai vai và khác con dao thôi. Đây, đây, dao con này khác nha các bạn nhé. Đây, dao này rất là mỏng, dao này chỉ tầm 1 ly 8 thôi. Đây, đây, 1 ly 8, dài 30cm, 1 ly 8. Cái này nó dập chìm nên các bạn chắc khá là khó có thể nhìn thấy được. Nói chung là 1 ly 8 và 30cm, dao này ngắn hơn dao của con UMK 450. Thế thôi, nó chỉ khác như vậy thôi. Với khác cái dây đeo đây này, dây đeo hai vai và dây đeo một vai. Đúng chưa ạ? Ok, anh em để ý thế thôi. Còn trên cần thì tất nhiên nó sẽ có số hiệu, số series. Số series này sẽ trùng trên số series của thùng máy đây. HAAT này, anh em thấy chưa? Ok, còn đây, cần của UMK 450 là HAPT. Đấy, ok, tiếp tục đi. Chúng ta tìm hiểu sâu về đầu máy. Đây, đầu máy của UMK 450 thì mã của nó là GI2 nhá các bạn nhá. Này, lốc này là lốc bóng chứ không phải là lốc sần đâu nhá, anh em để ý này, lốc này là lốc bóng này. GI2 sao này, thấy chưa? Honda GX50 này. Đấy, nó dập nổi ở đây này. Và cái này nó là lốc bóng các bạn nhá. Mấy ông hay bán hàng giả hàng nhái toàn lấy mấy cái lốc sần nhìn rất là bẩn mà cũng đi lừa quý khách là cái gì, 1.3 triệu, 1.7 triệu, hàng Honda xịn thì chỉ có ăn cướp thôi, không có đâu. 1.3 triệu, 1.7 triệu, nó còn hàng Honda nhái là còn nhái kém của kém luôn. Đây, UMK 435 đây. Thì mã của nó là GI7, mình đã chỉ cho các bạn rồi. Đây, GI7. Các bạn thấy chưa? Ừ. GI7. Nói chung là con hai dòng máy này thì công suất nó khác nhau, trọng lượng chênh nhau khá nhiều. Con này khá là to, anh em có thể thích những dòng máy công suất lớn, thích vụt lực, không cần tua nhanh, máy kiểu các bạn chạy theo kiểu bền bỉ ấy, thì có thể chọn UMK 450. Còn các bạn thích theo kiểu mà thông dụng thì có thể chọn UMK 435. À, một cái điểm mà mình đã chỉ cho các bạn luôn là chỉ có một cái chi tiết này thôi, rất đơn giản. Các bạn yên tâm luôn, không bao giờ sợ bị hàng giả hàng nhái, đó là đây. Các bạn nhìn thấy, ví dụ các bạn mua động cơ 35 nhá, thì các bạn hoặc là máy cắt tỏ X35 nhá, hoặc là UMK 35, các bạn nhìn này, trên phần áo nhựa có cái phần chữ dập nổi như này này, đây này, dập nổi nhá. Và đằng trước này có dòng chữ Honda dập nổi này, dập nổi nhá các bạn nhá, dập nổi lên phần áo nhựa thì 100% luôn, nó là hàng xịn, hàng Thái Lan, có thể là OEM hoặc có thể là nhập khẩu nguyên chiếc, nhưng chắc chắn nó là hàng Thái. Còn đối với ông nào mà cái này không phải là dập nổi, hiện tại không phải dập nổi, thì là hàng giả, hàng nhái. Đấy là 100% luôn. Lưu ý nhá, không có liên doanh. Một là hàng nhập khẩu nguyên chiếc, hai là hàng OEM hết, không có hàng liên doanh nha các bạn nhá. Chỉ cần nhìn vào các cái, nhìn vào một cái chi tiết này là mình đã, các bạn hoàn toàn có yên tâm được rồi. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hy vọng sau khi xem xong cái video này, các bạn đã biết được máy Honda UMK 435 và 450 cái chênh lệch với nhau giữa cân nặng, công suất cũng như là cái kích thước, để các bạn có thể có cái nhìn tương quan hơn. Hy vọng rằng cái video này sẽ giúp các bạn được nhiều thông tin bổ ích, để các bạn khi có nhu cầu mua hàng có thể lựa chọn cho mình được chiếc máy ưng ý. Nếu thấy video hay, cùng like, subscribe kênh, đăng ký và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.